mà cái nòng này vẫn là màu cam. Thông cảm nhá, anh em mua về thì hãy sơn xịt lại ngay màu đen cho tôi để em nó được trọn vẹn. Con này ngon từng chi tiết một, bởi vì sao? Hãy cùng đi tìm hiểu với tôi. Thứ nhất, ngay cái nòng anh em đã có một cái nòng nhôm, toàn bộ body của nó sẽ là nhựa ni lông cao cấp nhá. Cùng với đó, hãy đếm những chi tiết kim loại trên em HK416D Shizun bản 3 này như thế nào. Anh em sẽ có hai cái phần dùi ngắm này bằng kim loại. Riêng con này hiện tại nhưng mà đang bán lẻ phải rơi tầm độ khoảng gần 400.000. Tiếp theo đó là gì? Đó là lẫy kéo đạn bằng kim loại luôn. Ở đây có nắp kim loại, kim loại blow back của nó cũng kim loại nhá. Anh em sẽ có thêm cái gì bên này? Đó là gì? Cái phần nhả này, tích phát này, phần này là kim loại này, này kim loại luôn. Phần nhả băng đạn cũng là kim loại. Lấy chuyển các chế độ với nhau, kim loại nốt. Và cái kinh khủng nhất của con này đó là gì? Vỏ kia bóc của nó cũng là kim loại, cả phần thân trên và phần thân dưới với bộ bánh răng chắc chắn là kim loại rồi. Còn sức mạnh của nó, tôi nói thật, kinh khủng lắm. Và tôi phải test cho anh em mới thấy được sự dã man của nó. Còn cái gì kim loại để kể anh em nốt không nhỉ? Thử xem nhá. Đây, phần này chỗ để treo móc kim loại. Nút này, cái nút chả làm gì, cũng lại là kim loại. Hay thật đấy, cái kim loại nhiều thế nhở? Hết kim loại rồi. Nhưng anh em phải nhìn cùng với tôi này, xem cái chất liệu ni lông của nó có xứng đáng không. Đây, cả phần rai, bốn mặt rai, anh em tha hồ lắp thêm phụ kiện. Phần trên này sờ cốt, holo, red dot gì đó tùy anh em. Và một điều chắc chắn ý, là con này sử dụng được cả hai loại pin, một pin là 7.4 và anh em nên chơi pin 11V thì mới phát huy hết sức mạnh của em nó. Còn cái đầu này sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp. Anh em hãy cho tôi ngay một cái hop up này với cả một cái giảm thanh xịn vào đây nữa, tôi đảm bảo trông em nó sẽ khác bỏ cực kỳ. Về phần các cái thông tin ý, mà được in ở trên thân con HK này thì đều là in và chất lượng cao. Đây, kiểu khắc laser thì đúng hơn là in anh em ạ. Khắc laser nhá. Tất cả này, bên trái này, ở đây này, mặt bên phải. Còn những cái phần liên quan tới chế độ của nó thì chắc chắn là được khắc chìm, đổ màu chìm vào nữa. Đây, cái phần grip này, cầm nắm, tay cầm. Đấy, cũng có những cái phần để chống ma sát nhá, chống trơn trượt. Và khi anh em cầm trong tay, kể cả mà có u game trong thời gian dài ấy, tay có chảy mồ hôi thì tôi tin và tôi có thể khẳng định rằng là không bị cảm giác mà chân tuột ra đâu. Nó sẽ giữ cầm nắm cho anh em rất tốt đấy. Mát của nó cũng là một cái đáng ngon. Mát bé ngon. Úi dồi. Đây, các chi tiết được khắc chìm ở dưới nhá. Số lượng đạn thì nó độ khoảng tầm 150-160 viên. Lúc bên này tôi nghĩ cũng kim loại. Ừ, kim loại thật anh em ạ. Sướng nhất của nó này, mở lâu bách này. Dạ, bật này. Uầy. 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 Lực mạnh lắm. Lực này phải mang ra test thôi. Và trước khi test về những cái liên quan tới tốc độ với cả mọi thứ ấy thì anh em làm tí về chiều cao cân nặng nhờ. Ok, về chiều dài của nó nó sẽ là 77cm. Anh em thử kéo hết bán ra nào. Nấc 1, nấc 2 nó chia nhiều nấc lắm. Cái tận nấc 6 cơ mà. Dài nhất anh em có thể lên tới 80cm. Phù hợp với mọi anh em, mọi chiều cao cân nặng đều sử dụng được nó. Nặng đến tận 2 cân 3, gần 2 cân 4. Và về dây pin, dây pin của nó cũng là dây chống trật. Ngon nhá. Phần bám túp ấy thì hơi tiếc là phần túp này nó vẫn chỉ bằng là ni lông thôi. Bám của nó tôi thấy ok đấy. Này, nặng trịch này, chữ HK này. Và một cái hay nữa là có thể xoay ra được, rút nó ra. Anh em dễ dàng thao tác pin biết các thứ mà không cần tháo hẳn để bám ra nhá. Đây, rút pin ra như thế này là xong. Đóng lại, đã là easy. Xoay phát, thế là chắc. Và cái đệm này mà khi mà tìa vào anh em ấy, nó sẽ là phần bằng cao su. Nó sẽ giảm với anh em cái vấn đề là nếu mà chiến đấu thời gian dài ấy, hoặc là chơi ấy, nó bị tì vào vai cái bằng là nhựa cứng ấy, như thấy nó hơi đau. Cộng thêm một điểm dành cho con HK của Shizun này. Còn bây giờ anh em ơi, đi test luôn cùng với tôi nhá. Bài test đầu tiên của HK ở trang sát với
thử này. Ui. Vậy thì sinh đầu tiên thì không tính tiền, mỏng hơn nhiều. Bây giờ chơi thử cái thùng này. Dày cộp nhá. Uầy. Xem đi thử xem nào. HK xịn của Shizu. Ui. 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 Cái này ngắt ngáo à. 90, 93 cái trên đây. HK xin nhìn mấy nhân sắc. Ui. Chớp mắt luôn. Thì độ chính xác của HK phải chính xác. Thử độ tụ đạn của HK và chính xác. Mạnh hơn, thế nên được đạn có một chút tòe loe hơn. Em đó xưng đạn là vua của dòng HK, tính tới để người ta. Tôi đố em nào ngay thời điểm này thì được một con mạnh như thế này, đẹp như thế này, ngon như thế này để so sánh với em nó đấy. Nào, anh em cho tôi một bài đánh giá ở bên dưới về cảm nhận của anh em về con HK này nhé. Còn bây giờ, chào anh em và hẹn mọi người tại review tiếp theo của Lotte.